Xin chào các bạn, trong nội dung này thì chúng ta sẽ làm bài 2.5. Bài này thì yêu cầu nó là tính cấp số nhân. Các bạn có thể sử dụng vòng lặp hoặc là sử dụng cái công thức tính cấp số nhân ấy. Ok, thế nhiên là bây giờ thì chúng ta đang sử dụng áp dụng cái vòng lặp, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái vòng lặp. Các bạn có thể áp dụng cách thứ hai, đó là áp cái công thức tính cấp số nhân vào thì chúng ta sẽ tính được cái tổng. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đó là tính tổng cái như thế này. Lưu ý khi mà tính như thế này thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái gì đó, đây là một cái gì đó giống cái này, cái này là cái gì đó giống cái này, cứ như thế. Ok, thì rõ ràng ở đây là tổng của các giai thừa. Ok, từ một giai thừa và cho đến n giai thừa. Đấy, như vậy thì chúng ta đang tính là tính tổng giai thừa. Và cái cách thực hiện của mình đó là mình tính cái giai thừa đằng trước, sau đó cộng dồn vào cái kết quả tổng, và cái giai thừa đằng trước lại nhân với cái giá trị tiếp theo thì sẽ được giai thừa tiếp theo. Và cứ như thế lên. Không biết là cách làm của các bạn thì như thế nào. Ok, nếu mà thấy có cách làm hay hơn thì các bạn có thể để lại phía dưới comment nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm cái cách mà mình vừa mới gợi ý ra. Ok, bây giờ mình sẽ khóa cái bài này lại đã. Chứ phải chọn property, chọn yes, include from view, sau đó là enter. Sau đó thì mình sẽ lười một chút, mình sẽ copy lại cái chỗ này đi. Đấy. Rồi, kích vào sort file, chuột phải chọn add, chọn new item, SQL cộng file. Đó là bài 2.5.cpp. Enter. Paste vào đây. Copy lại. Copy lại. Paste vào đây. Return 0. Đóng ngoặc vào. Chỗ này thì nên x vào cái dòng này đi. Cái này thì không cần phải như này nữa, mà mình sẽ cho một thằng thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện nhập vào số n này. Nhập được rồi thì chúng ta sẽ thực hiện đây. For bên ngoài mình sẽ có một cái giá trị nữa. Một cái giá trị long đi. Long. Ví dụ cái này là mình sẽ cho nó là x đi. Bắt đầu mình sẽ gắn bằng 1, bởi vì nó sẽ là cái giá trị giai thừa. Sau đó mình sử dụng một cái vòng for. Và thằng y của mình không phải bắt đầu từ 0, mà mình sẽ bắt đầu từ 1, bởi vì tính từ 1 giai thừa. Y nhỏ hơn hoặc bằng, cái này là bằng n. Sau đó thì ở đây thì cái giá trị sum sẽ cộng bằng cái giá trị x. Sau đó x chính là cái giai thừa tại cái vị trí y. Sau đó thì cái thằng này sẽ x sẽ nhân cái này sẽ nhân bằng y. Đấy, cứ như thế. Đầu tiên là bằng 1. Qua giai đoạn đầu tiên thì sẽ là thằng thứ hai, cứ như thế. Nếu không thì thế này đi, chúng ta cho cái lệnh này lên bên trên và cái này xuống bên dưới. Đấy, thì luôn vào vào chính xác. Tại bước từ y thì tính giai thừa từ y. Cái này chính là tính y giai thừa. Sau đó thì chỗ này đơn giản, các bạn nhìn thấy rồi, đó là cộng cái giá trị giai thừa đó, y giai thừa, vào cái giá trị tổng. Rồi, sau đó thì đơn giản đó là kết thúc. Thì in ra sum kết quả mong muốn của chúng ta. Ở đây in ra xong và kết thúc dòng bằng cái end line. Rồi, tiếp theo nếu như không có lỗi thì ấn chạy chương trình và chúng ta nhập một cái giá trị nào đó vào. Ví dụ nhập vào là 9. Đấy, thì kết quả là như thế này. Vậy nó cộng đến 9 giai thừa. Bây giờ mình thử cộng một cái số nó bé bé rồi nào. Cái chọn F5 mình sẽ cộng đến 3 giai thừa xem như thế nào nhé. 1 giai thừa bằng 1, 2 giai thừa bằng 2, 3 giai thừa bằng 6. Như vậy 6 cộng 2 cộng 1 bằng 9, đúng không? Các bạn có thể test đối với những cái số khác nhưng mà nó đừng lớn quá, bởi vì tính giai thừa nó cực kỳ lớn, cho nên là nếu như cái giá trị các bạn mà không chứa nổi thì các bạn nên để cái tổng này là long long.
Ok, cái này để nó là long long. Và bây giờ mình sẽ thử với cái giá trị nó khá là lớn. Mình cho tính đến tận 20 giây thử xem nào. Đây, thì các bạn đã thấy là cái số nó cực kỳ lớn như thế này rồi. Đấy, nếu lớn quá nó bị tràn số, và đây chỉ là cái ví dụ mà chúng ta sử dụng cái kiểu dữ liệu này. Còn sau này khi mà tính cái số lớn ấy, thì chúng ta sẽ dùng chuỗi hoặc là số lớn thì chúng ta tính. Ok, rồi như vậy thì cái cách của mình bày cho các bạn đây đó là đơn giản, đó là tạo ra một cái biến để tính giai thừa tại cái vị trí y. Đấy, ở bước từ y thì tính y giai thừa. Sau đó thì cộng cái giá trị giai thừa đó vào tổng cuối cùng in ra kết quả xong. Như vậy thì đây là cái cách làm của mình. Và các bạn đừng quên, thấy cái bài của mình hay thì chia sẻ cho những bạn khác cùng học hỏi, tham khảo, và chúng ta đóng góp ý kiến để cho những cái loạt bài sau nó sẽ chất lượng hơn. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.